Hoàn cảnh éo le, sinh ra đã không được sự chăm sóc của bố mẹ. Đứa lớn nhất mới đang học lớp 5, đang tuổi đến trường, nhưng đã là trụ cột của một gia đình gồm 5 anh em ở thôn Bản Bông 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Đó là gia đình của bé Vù Xeo Giả, 12 tuổi. Mẹ bỏ nhà đi từ lâu, bố bị đi tù vì vi phạm pháp luật. Căn nhà ở dựng tạm bợ, thức ăn hàng ngày không có gì ngoài gạo trắng đi xin được. Cuộc sống vất vả lắm, không có gì ăn chỉ còn đi xin thôi. Trong ngôi nhà tuềnh toàng mà 5 cháu nhỏ đang ở, việc nuôi dưỡng ăn học gần như phụ thuộc vào việc vận động kêu gọi giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con trong xã. Tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng được phần nào. Hiện nay gia đình các cháu đang rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân gần xa để có thể tiếp tục cuộc sống. Trong vòng 4-5 năm nay rồi, bằng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân, chúng tôi đã kêu gọi vận động hỗ trợ các cháu, nhưng cái điều kiện hỗ trợ của các tổ chức cá nhân đến mạnh thường quân đấy thì chỉ là duy trì cho các cháu có bữa ăn để đi học thôi. Thế còn đến sau khi mà cũng được sự nhận được hỗ trợ của đối với chi đoàn thanh niên của công an tỉnh, phòng cảnh sát giao thông, thì đến giờ qua hỗ trợ này chúng tôi cũng rất là mừng. Và các cháu có cái điều kiện thứ nhất là đến trường nó đầy đủ, ăn học rồi chăm lo cuộc sống, cũng như là các đồng chí đã hướng dẫn cho các cháu từ vệ sinh cá nhân rồi là dọn dẹp nhà cửa hay là sắm sửa các cái đồ đạc để cho các cháu có cái tiện nghi sử dụng hàng ngày. Những thế là tạo điều kiện rất là tốt cho các cháu sau này. Sau khi biết được hoàn cảnh gia đình của các cháu, chi đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên, tặng cho các cháu gạo và một số nhu yếu phẩm, đồng thời nhận đỡ đầu cho 5 cháu bé. Một tháng sẽ xuống cung cấp nhu yếu phẩm từ 1 cho đến 2 lần. Chi đoàn đã đi vận động quyên góp, hỗ trợ được những nhu yếu phẩm cần thiết và là các nguồn lực ở trong và ngoài tỉnh. Và ngoài ra cũng chính bản thân các cán bộ đoàn viên của chi đoàn phòng cảnh sát giao thông cũng đã đóng góp những cái ngày lương của mình. Dù là cũng không nhiều nhưng cũng làm sao đó để cũng giúp các em có thể vươn lên trong cuộc sống, để đem đến những cái phần quà và những cái kỹ năng cuộc sống để làm sao mà giúp các em có thể đầy đủ hơn, no ấm hơn. Cùng với đoàn thanh niên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, nhiều tổ chức cá nhân cũng đã quyên góp các phần quà đến thăm, động viên các cháu. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với 5 cháu bé, giúp các cháu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên trong học tập.